Phiên họp thứ 30 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong ngày 22 tháng 2 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Tại phiên họp thứ 30, Ủy ban thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ sửa đổi, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1 năm 2024, trong đó có công tác dân nguyện tháng 12 năm 2023. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét tờ trình của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân và tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa 15. Ngày 21 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang tổ chức khánh thành đền thờ Lũng Cú tưởng nhớ công lao của Thái úy Lý Thường Kiệt và Hoàng đế Quang Trung đã có công xây dựng và đánh dấu chủ quyền lãnh thổ. Dự buổi lễ có lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Giang và đông đảo nhân dân du khách. Đền Lũng Cú nằm cách cột cờ quốc gia Lũng Cú 1,2 km về phía đông nam, thờ Hoàng đế Quang Trung và Thái úy Lý Thường Kiệt là hai vị tiêu biểu cho việc đánh dấu mốc chủ quyền của mảnh đất lũng cú. Quy mô đền rộng 5.600 m2 với tổng mức đầu tư gần 22 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100%. Việc khánh thành đền lũng cú có ý nghĩa lịch sử của vùng đất nơi địa đầu cực bắc của Tổ quốc, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ mai sau, đồng thời phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, tạo sản phẩm du lịch mới về văn hóa tâm linh cho du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan cột cờ quốc gia Lũng Cú. Năm 2024, tỉnh tuyên quang phấn đấu trồng mới 10.500 ha rừng. Ngay từ những ngày đầu năm, các địa phương và chủ rừng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép phong trào Tết trồng cây, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phân bổ chỉ tiêu cho các huyện, thành phố và các chủ rừng, đồng thời chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp cùng các địa phương tuyên truyền, vận động các hộ dân đăng ký diện tích trồng, chăm sóc cây lâm nghiệp để lứa cây trồng phát triển tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ nguồn gốc giống. Năm nay các doanh nghiệp cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang dự kiến sẽ sản xuất 30 triệu cây giống trong đó có hơn 20 triệu cây phục vụ nhu cầu trồng rừng trên địa bàn, số còn lại cung ứng cho người trồng rừng tại các tỉnh lân cận. Trong những năm qua, Tuyên Quang đã hình thành vùng rừng nguyên liệu với gần 200.000 hecta, tỷ lệ che phủ rừng trên 65%, tốc độ tăng trưởng ngành lâm nghiệp đạt 9% một năm. Để thực hiện tốt việc chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU Gỡ cảnh báo thẻ vàng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển trực thuộc Trung ương ra soát, xác định rõ tình trạng tàu cá mất kết nối. Theo thống kê của Cục Thủy sản, hiện có 7 tàu cá vi phạm vượt ranh giới trên biển, bao gồm: Kiên Giang 5 tàu cá, Quảng Ngãi, Tiền Giang 4.375 tàu cá trên 15 mét không bật thiết bị giám sát hành trình trên 6 tháng, trong đó có 220 tàu cá trên 24 mét, gần 15.200 tàu cá 30, không, không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép để thực hiện tốt công tác chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu EC lần thứ 5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển ra soát, kiểm tra và xác định rõ tình trạng các tàu cá mất kết nối VMS trên 6 tháng, đặc biệt là kiểm tra xác minh tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn ngư dân thực hiện đăng ký tàu cá theo quy định đối với các tàu cá chưa đăng ký tại địa phương, đề nghị các địa phương tăng cường nguồn lực để triển khai thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử. Sáng ngày 21 tháng 2 tại di tích từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã diễn ra khai mạc Hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc lần thứ ba năm 2024. Hội thi truyền thống vật dân tộc thời mạc được tổ chức nhằm mục đích thúc đẩy phong trào truyền dạy, tập luyện môn vật dân tộc, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa thể thao của dân tộc, đồng thời khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của người dân trên miền đất Dương Kinh xưa. Tri ân thái tổ Nhân Minh, cao hoàng đế Mạc Đăng Dung, vốn là đô lực sĩ, võ trạng nguyên, khai sáng vương triều Mạc. Hội thi đã và dần hình thành một sản phẩm văn hóa du lịch, lịch sử, tâm linh độc đáo và hấp dẫn, cuốn hút người dân, du khách thập phương trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy du lịch, dịch vụ, kinh tế xã hội địa phương và thành phố Hải Phòng. Hội vật diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 2, tức ngày 11 đến ngày 13 tháng riêng, quy tụ 200 đô vật đến từ 20 đoàn trên cả nước, tham gia ở 10 hạng cân đối với cả nam và nữ, tranh 30 giải thưởng với giá trị giải thưởng trên 300 triệu đồng là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa. Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang có hàng chục cây thổ thụ hàng trăm năm tuổi được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản. Để bảo tồn và phát huy giá trị của cây di sản, Ninh Bình đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay chăm sóc và bảo vệ cây di sản, phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn các di tích và cây di sản. Chùa Hương Long hiện đang sở hữu hai cây cổ thụ được công nhận là di sản Việt Nam vào năm 2013, cây thị với 534 năm tuổi và cây bàng 236 năm tuổi. Đây là những nhân chứng lịch sử văn hóa trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, là nơi tiễn đưa bao thế hệ con em Ninh Nhất lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam. Rất vinh dự và tự hào thì trong chùa chúng tôi là có hai cây di sản được trong khuôn viên chùa thì hàng ngày thì phật tử chúng tôi luôn luôn quét dọn sạch sẽ và tu bổ chăm sóc tưới tắm hàng ngày để cho cây được một ngày một xanh tốt. Việc vinh danh những cây cổ thụ không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các nguồn gen tiêu biểu của Ninh Bình mà còn tạo sức hút về du lịch sinh thái khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương, nâng cao trách nhiệm cho cộng đồng đối với tự nhiên, môi trường. Ờ, cái cây thị này là chúng tôi lớn lên đã thấy có từ lâu đời rồi, thì bây giờ là chúng tôi cũng rất tự hào là cái cây này là được nhà nước bảo tồn là di sản văn hóa, cho nên là chúng tôi cũng chung tài góp sức để là gìn uh, giữ cái cây này. kiến nghị cho các cái hội cây di sản làm sao chăm sóc, bảo vệ cây, duy trì cái, cái cái sự sống của cây hàng năm thường xuyên, bởi vì cho cái hiện tượng mà cây, cây chết các cái cành là cũng phải nhờ vào cái khoa học kỹ thuật nên là cũng phải nhờ cái hội cây di sản để có cái cái có cái 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 hình thức để bảo vệ cái duy trì cây lâu dài hiện nay các cây di sản tại ninh bình có tuổi thọ cao dễ bị xâm hại bởi sâu bệnh và thiên tai việc chăm sóc đòi hỏi phải có kỹ thuật và kinh phí lớn trong khi việc bảo tồn chủ yếu là do chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư nơi có cây đảm nhận để thực hiện việc bảo tồn phát huy giá trị cây di sản ninh bình cần có chính sách cụ thể để bảo tồn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động để người dân cùng chung tay chăm sóc và bảo vệ Chiều ngày 21 tháng 2 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên họp báo thông tin về năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024 với chủ đề Vinh quang Điện Biên phủ, trải nghiệm bất tận. Sự kiện nhằm hội tụ, phát huy và quảng bá những giá trị, tiềm năng của du lịch Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc và du lịch Việt Nam nói chung. Năm du lịch quốc gia 2024 với chủ đề Vinh quang Điện Biên phủ trải nghiệm bất tận do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đăng cai, lễ khai mạc gắn với lễ hội hoa ban năm 2024 dự kiến diễn ra vào tối ngày 16 tháng 3 tại quảng trường Mùng 7 tháng 5, thành phố Điện Biên phủ. Trong năm du lịch quốc gia 2024 có 169 chương trình sự kiện hưởng ứng, trong đó có 13 chương trình sự kiện quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ ban ngành trung ương chủ trì tổ chức. Tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình sự kiện hoạt động. 128 sự kiện hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức. Ngoài thế mạnh du lịch lịch sử, tâm linh, Điện Biên còn giàu tiềm năng về du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm bản sắc văn hóa của 19 dân tộc. Năm du lịch quốc gia 2024 góp phần tiếp tục phát huy vai trò của du lịch Điện Biên trong liên kết tạo động lực phát triển du lịch khu vực Tây Bắc. Phát huy thành công và sức lan tỏa của chuỗi hoạt động áo dài trong tuần lễ áo dài Việt Nam do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Năm nay, để tiếp tục lan rộng sức ảnh hưởng, hình ảnh giá trị áo dài trong cộng đồng và chuẩn bị cho buổi khai mạc tuần lễ áo dài Việt Nam 2024. Mới đây, ban tổ chức cùng những nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam đã tổ chức hoạt động tìm kiếm những người mẫu để tham gia trình diễn trong sự kiện đặc biệt này. Sự kiện thời trang Hương sắc áo dài Việt với sự góp mặt của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và hơn 50 nhà thiết kế nổi tiếng đến từ ba miền Bắc Trung Nam, với mong muốn khai thác tôn vinh nét đẹp dân tộc Việt Nam qua tà áo dài truyền thống. Đặc biệt tham dự trong sự kiện này còn có phần trình diễn của phu quân các đại sứ quán tại Việt Nam. Để chuẩn bị cho sự kiện này, ban tổ chức cùng các nhà thiết kế đã tổ chức buổi tìm kiếm những người mẫu tài năng sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc Hương sắc áo dài Việt là một hoạt động không thể thiếu trong tuần lễ áo dài Việt Nam hương sắc áo dài Việt với sự kết hợp giữa ca múa nhạc kịch và công nghệ âm thanh ánh sáng đặc sắc. Lễ khai mạc tuần lễ áo dài Việt Nam sẽ được diễn ra vào tối ngày 29 tháng 2 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Sự kiện hứa hẹn sẽ đem đến cho người dân Việt Nam cùng du khách quốc tế những cung bậc cảm xúc đáng nhớ và những trải nghiệm độc đáo, từ đó góp phần nuôi dưỡng lan tỏa tình yêu áo dài, đồng thời bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, trong năm 2024, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trụ sở Ủy ban nhân Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức miễn phí 12 đợt cho người dân, du khách trong và ngoài nước quốc tế. Chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức miễn phí cho người dân du khách trong nước và quốc tế trong năm 2024 với 12 đợt tham quan, mỗi đợt gồm ngày thứ bảy và chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng. Người dân và du khách sẽ được tham quan một phần di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trụ sở Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân thành phố, gồm tầng trệt, sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế số 1, cầu thang chính và tầng 1, sảnh chính, phòng tiếp khách quốc tế số 2 và số 3, ban công, phòng họp số 5. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục đích của việc tổ chức tham quan di tích này nhằm tăng cường quảng bá lịch sử hình thành và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng phát triển thương hiệu thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thân thiện cởi mở Ngày 21 tháng 2, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ đón chào mừng đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race đến Hạ Long. Đây là giải đua thuyền danh tiếng thế giới được bắt đầu từ năm 1996 và đến thời điểm này đã có hơn 50 thành phố trên thế giới là điểm dừng chân của cuộc đua. Giải đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Race mùa giải 2023-2024 với gần 400 thủy thủ trên 11 thuyền buồm được chia làm 8 chặng với 16 cuộc đua riêng lẻ và 6 lần vượt đại dương. Điểm đến Hạ Long nằm trong chặng đua số 5 mang tên Thử thách châu Á – Thái Bình Dương. Dự kiến ngày 2 tháng 3 các thuyền sẽ rời Vịnh Hạ Long tiếp tục hành trình đến cảng Cửu Châu, Trung Quốc. Chúng tôi rất hào hứng và thích thú khi lướt sóng và ngắm nhìn những hang động, núi đá trên Vịnh Hạ Long trong quá trình vượt đại dương có nhiều khó khăn, thử thách như sự khắc nghiệt của thiên nhiên. tuy nhiên bằng tinh thần đoàn kết, cố gắng và tình yêu với bộ môn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới, chúng tôi có thể vượt qua thử thách và hoàn thành trọng đua. Hạ Long rất đẹp, khung cảnh nên thơ trữ tình. Chúng tôi đã có chuyến đi thăm vịnh Hạ Long thú vị và có những trải nghiệm tuyệt vời. ẩm thực ở Hạ Long cũng rất ngon. Chúng tôi rất thích nơi đây nhân dịp này tỉnh quảng ninh sẽ tổ chức một số hoạt động bên lề như thảo luận và kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp việt nam và đối tác nước ngoài giao lưu giữa các thủy thủ và các doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tham quan thuyền tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật Thông qua sự kiện tỉnh Quảng Ninh mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương, giới thiệu cơ hội, tiềm năng dự án thu hút đầu tư tại tỉnh đến bạn bè quốc tế và các nhà đầu tư tiềm năng. Đây cũng là dịp để tỉnh quảng bá hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc và con người thân thiện, điểm đến an toàn, hấp dẫn. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay từ ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024, có 59 tàu cá xuyên Tết của ngư dân tỉnh Phú Yên bắt đầu cập bến. Theo ghi nhận trên báo Nhân dân, chuyến biển đầu tiên của năm mới khai thác được hàng tấn cá ngừ, chủ tàu và lao động đều rất phấn khởi. Đại diện Ban Quản lý Cảng Cá Phú Yên cho biết, so với những năm gần đây, chuyến biển đầu năm Giáp Thìn này, ngư dân cầu cá ngừ trúng lớn. Tuy giá cá ngừ đầu mùa còn thấp, nhưng bù lại sản lượng nhiều, báo hiệu một năm mưa thuận gió hòa làm ăn phát đạt. Thiếu hụt lao động biển, nhất là lao động đánh bắt xa bờ, đang gia tăng dọc giải miền Trung trong khoảng 7 năm trở lại đây. Đầu xuân giáp thìn 2024, do nhu cầu vươn khơi đón lộc tăng mạnh nên cơn khát lao động biển càng trầm trọng. Theo ghi nhận trên báo Sài Gòn Giải phóng, nhiều tàu cá đánh bắt phải nằm bờ vì tìm không được bạn tàu hoặc ra khơi thiếu bạn khiến cho chuyến biển đầu xuân gặp nhiều gian truân. Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân chủ yếu thiếu lao động nghề biển là do điều kiện làm việc khó khăn, vất vả nhưng thu nhập không cao. Sự thiếu hụt lao động biển cũng khiến cho các chủ tàu phải bỏ thêm chi phí lớn để thuê bạn tàu, thậm chí phải đi các tỉnh khác để thuê lao động không có tay nghề và kinh nghiệm nên luôn có nhiều hệ lụy và rủi ro. Thưa quý vị, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đặt mục tiêu tới năm 2025, cả nước có ít nhất 3.000 km đường cao tốc. Theo bài viết trên báo thời nay, chỉ trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, ngành giao thông đã tạo ra sự đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng. Riêng năm 2023 đã có 9 dự án đường cao tốc mới hoàn thành số dự án này. Cả nước đã có thêm 475 km đường cao tốc, tức là cứ mỗi một ngày trong năm 2023, chúng ta xây dựng được 1,3 km đường cao tốc. Những cung đường mới cũng mở ra tiềm năng và cơ hội thu hút đầu tư cho nhiều vùng đất trên mọi miền đất nước. Chuyển sang thông tin trên báo Đại đoàn kết. Xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Kiểu Long mùa khô năm 2023-2024 bắt đầu gay gắt. Năm nay được đánh giá là một năm khô hạn và mặn sẽ lấn sâu nhất trong 4 năm gần đây, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Kiểu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, Triều Cương và còn biến động trong thời gian tới. Do đó, các địa phương cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo và tranh thủ tích chữ nước ngọt khi chiều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh. Theo thông tin trên báo lao động, dự báo 5 năm tới, Việt Nam cần khoảng 20.000 người trình độ từ đại học trở lên trong ngành công nghiệp bán dẫn. Nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn lên tới 5.000 đến 10.000 kỹ sư một năm, nhưng khả năng đáp ứng của thị trường lao động chưa đến 20%. Một số ý kiến chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ bán dẫn nằm ở kỹ thuật nằm ở quy luật khách quan trong quan hệ cung cầu giữa hệ thống giáo dục đào tạo và thị trường lao động. Vì vậy, cùng với sự định hướng rõ nét, nguồn lực hỗ trợ tương xứng và công cụ điều phối hiệu quả của nhà nước rất cần sự chủ động vào cuộc của các cơ sở giáo dục đại học kết hợp cùng các tập đoàn doanh nghiệp. Dù lãi huy động liên tục đi xuống, các kỳ hạn ngắn chỉ còn 2 đến 3% một năm, nhưng theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, lượng tiền gửi tiết kiệm của người dân và doanh nghiệp vẫn liên tục tăng. Trong khi đó, dù lãi suất cho vay đã giảm nhưng hầu hết các ngân hàng đều khó cho vay. Tại hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 vừa qua, nhiều ngân hàng thừa nhận bất động sản vẫn là kênh hấp thụ vốn lớn nhất của các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, do thị trường bất động sản gặp khó, đặc biệt là nhiều dự án gặp vướng pháp lý như nhưng chậm được tháo gỡ nên nguồn vốn tín dụng kênh này trong đó có tín dụng tiêu dùng cho người mua nhà bị giảm mạnh. Báo kinh tế và đô thị dẫn thông tin từ cục du lịch quốc gia. Năm 2023, du lịch Việt Nam đã đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, vượt xa mục tiêu 8 triệu lượt khách. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ngành du lịch tiếp tục ghi nhận mức tăng lượng lớn du khách quốc tế đến Việt Nam. Từ thực tế và những số liệu trên, nhiều chuyên gia du lịch có chung ý kiến lượng khách quốc tế đến việt nam tăng cao là do một số địa phương đã chủ động phối hợp cùng các hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành tổ chức các sự kiện thu hút khách quốc tế đặc biệt với chính sách visa thông thoáng cũng như định hướng đúng trong cơ cấu lại thị trường khách du lịch là những nguyên nhân giúp tăng lượng khách quốc tế trong thời gian vừa qua Nội dung vừa rồi của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của truyền hình nhân dân. Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trước khi đón đợt không khí lạnh về vào đêm nay, lúc này cả miền Bắc vẫn chịu sự chi phối của rìa phía Nam sẽ ngấp thấp, có trục vào khoảng 23 đến 24 độ vị Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây. Vì thế, hầu khắp Bắc Bộ đều có được trạng thái tạnh giáo và có nắng từ sớm. Chỉ riêng khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm nên đang duy trì tình trạng mây nhiều, sương mù dày và một vài nơi có mưa nhỏ. Trong ngày hôm nay, dạnh áp thấp này vẫn chi phối các tỉnh ven biển và vùng phía nam của vùng đồng bằng cũng như thủ đô Hà Nội. Vì thế sau 9 giờ trời sẽ trời nắng trở lại, nền nhiệt ngày tăng lên mức 28 đến 30 độ. Các nơi khác của miền Bắc trời nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 30 đến 33 độ. Đến tối và đêm nay, khối khí lạnh ở phía Bắc sẽ di chuyển xuống nước ta, ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc. Bắc Bộ sẽ chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ và nhiệt độ giảm dần. Ngày mai, Bắc Bộ trời sẽ chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét. Không mưa, có nắng từ sáng sẽ là thời tiết trong ngày hôm nay ở cả 14 tỉnh thành thuộc miền Trung, từ Thanh Hóa xuống tới tận Bình Thuận. Nhiệt độ trên các khu vực vì thế khá đồng đều, phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Có nơi nắng nóng với nhiệt độ là 35 đến 36 độ. Nắng sớm cũng xuất hiện ở các tỉnh phía Nam với thời tiết nắng sớm, cường độ nắng cũng mạnh, cộng với thời gian nắng kéo dài nên Tây Nguyên và Nam Bộ đều có nhiệt độ cao. Cụ thể là ở Tây Nguyên nhiệt độ chiều nay sẽ tăng lên mức 31 đến 34 độ. Nam Bộ có mức nhiệt là 34 đến 36 độ. Trong đó miền Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt đạt ngưỡng là 35 đến 36 độ. Trên biển, hôm nay ở khu vực phía bắc và giữa của biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió đông nam đến nam với cường độ cấp 3 cấp 4. Ở khu vực phía nam của biển Đông và vùng biển huyện đảo Trương Sa có gió đông bắc cấp 4. Từ đêm nay trở đi, ở khu vực phía bắc Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió chuyển hướng Đông Bắc, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.